Cho anh, bác sĩ anh biết là có mì tôm có phải là bữa ăn thường xuyên nhất của anh không ạ? Mì tôm là còn xa ngay. Thường là chỉ dám ăn kiểu một gạo. Bên này gọi mì pasta, mua một ký 3 đồng về. Bên này các bạn sẽ sống sót với 3 đồng trong vòng 4-5 ngày. Mua một ký pasta về nấu và nói chung là rất là kinh tế. Thế sao không mua gạo ạ? À, gạo có khi đắt hơn cả pasta nữa. Pasta một ký nấu nó nở ra bao nhiêu? Gạo không nở ra bao nhiêu đầu tiên xa nhà thì thú thật cũng nhớ nhà đấy, nhưng mà chắc là cũng phải chịu thôi, không về được. Con nhớ bố mẹ rất là nhiều. Đến gần Tết thì mình rất nhớ gia đình mình, rất là vợ, rất là con. Vậy thì ngày Tết này thì bạn có dự định gì? Ngày Tết Việt Nam? Tết Việt Nam thì mình đang dự định là có thể giao lưu gặp một vài bạn Việt Nam chi Việt Ninh hoặc là những bạn Trung Quốc ở quanh đây. Mình cũng đã liên kết được với rất là nhiều bạn trẻ quốc tế và họ cảm thấy rất là hứng thú về bọn mình có thể tổ chức một cái Tết thân mật cùng nhau. Mình sẽ cùng nhau ăn những món ăn truyền thống Việt Nam và cùng trải nghiệm rất là đậm ấm, không lưu kém gì. Mình sẽ tổ chức một số hoạt động cùng với hội con vật Việt Sóc thì nấu bánh chưng, làm món khô, làm mứt dừa, hy vọng có đủ nguyên liệu làm. Đến Tết thì là mình lại đang sang bay sang Harvard với cả MIT để trước đấy mà hoặc là hôm thì mình có thể mua bánh chưng và một số bạn bè ở Việt Nam để gọi ra tổ chức Tết trước cái ngày. Mình chúc mọi người ở Việt Nam là luôn luôn khỏe mạnh, giữ tinh thần sức khỏe. Ngoài cái nỗi nhớ nhà ra thì mình cũng muốn gửi gắm với gia đình mình là ở bên này mình học rất là ổn và mình nghĩ là một năm thì mình sẽ mang về cho gia đình mình một con người mới. Tôi cố gắng là sống ở UK là không làm gì bất cứ ngày nào. Năm 2018 sẽ là một năm để trải nghiệm của tôi. Một niềm tự hào cũng như là một cái sự thay đổi và mình nghĩ là bố mẹ mình sẽ rất là vui vì điều này. Tôi nghĩ mọi người ở nhà thì có thể hoàn toàn yên tâm với tôi. Bố mẹ yên tâm, con bên này vẫn ok, không có vấn đề gì hết, vẫn học hành bình thường, vẫn hơi nhớ nhà một tẹo, lâu lâu lại thèm đồ ăn Việt Nam nhưng mà vẫn mạnh khỏe, không vấn đề gì, đến năm sau còn lại bình thường.